Hello, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cách mà mình kiếm tiền với con game bắn cá anh em nhá. Thì mới với cái mức vốn hôm nay thì thôi, có lẽ tôi sẽ bắn được 30k đi anh em. Đừng tham quá anh em, 30k là đủ rồi. Mục tiêu mỗi ngày của tôi sẽ là tầm 3 đến 5 củ. Và nếu như hên thì sẽ lên khoảng chục củ gì đấy, nếu như nó ok vào cầu nó ok thì có thể thêm một tí, còn nếu như mình cảm thấy khó quá thì mình có lãi là mình dừng thôi anh em đấy, cũng không nên tham lắm anh em ạ. Ok, nói chung là vừa vào đây hút củ anh em cũng được, khá là may mắn ở những cái tay đầu tiên, không biết sau này sẽ thế nào thôi. Ôi giời ơi, ôi may quá may quá, con rồng thì không biết là nó có ổn không nhỉ. Ôi mày quá mày quá, tôi không tham gia anh em ơi, nó qua map mới anh em ạ. Ồ ồ dễ luôn này anh em ơi, ồ dễ luôn, thanh niên này cũng mất khoảng 3-4 lít đấy. Ok, thì nhiều anh em hỏi tôi là cái web mà tôi tham gia bắn cá đó là web nào, tại sao tôi không bắn ở trên H5. Thì thật ra H5 ấy, H5 này trước đây tôi cũng chơi H5, nhưng mà sau này tôi thấy là H5 nó hơi phức tạp, và cái thằng H5 ấy thì nó chỉ có độc quyền mỗi bắn cá thôi anh em. Nhiều lúc tôi muốn về đá sang mấy game khác, thỉnh thoảng bắn cá mà xui quá là đá sang mấy game khác thì lại không có anh em đấy, và không 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 chuyên lắm, cho nên là tôi lựa chọn con này anh em. Quay mẹ thằng này nó cướp hai phát của tôi luôn kìa anh em, nó cướp hai phát của tôi luôn kìa. Uầy, được đấy được đấy, ok, mày được đấy. Thì cái con game hiện tại mà tôi đang chơi ấy, đó là 68 game bài, thì cái đường link tôi sẽ để phần mô tả cho anh em. Nói chung là cái con game này thì nó khá là thật đấy anh em ạ, nhìn nó khá là thật, nó khá là giống đi mẹ mấy cái thằng này, nó mẹ mình bắn con nào nó bắn con đấy đi. Được thôi, ok, mày đã như thế thì ok thôi. Nó cũng khá giống với cái bắn cá ở cái máy bắn cá trung tâm thương mại đồ với ở chỗ mấy cái tiệm bắn cá anh em đấy, nó cũng khá là giống đấy. Thì em phải online kỷ niệm xưa tí thôi, trước đây thì tôi cũng hay chơi ở mấy cái trung tâm thương mại đấy anh em, chơi suốt ngày như kiểu đam mê luôn anh em. Thì giống như nhiều anh em thích bia đồ các thứ, tôi cũng thích bia đồ các thứ, tôi cũng thích, em tôi thích mấy kiểu bắn bắn thế này đấy. Thì nó mỗi người một đam mê, mỗi người một sở thích mà anh em, ai không phải ai cũng giống ai đấy, kiểu như thế. Mấy ông thích cái này tôi thích cái kia thôi đấy, nhiều lúc cái này nó ra là tiền, còn mấy cái kiểu mấy cái trò giống như Liên Minh, FIFA rồi các thứ thì mẹ chơi vì đam mê thôi, chơi giải trí thôi anh em, chứ không lỗ mà cũng không lãi đấy, nói thật ra là nó như thế anh em ạ. Lag kìa anh em ơi, lag kìa, lag kìa. Mạng tôi đợt này nó cứ kiểu gì anh em, mạng tôi đợt này nó cứ kiểu gì ấy, nó lag suốt ngày đấy em ơi, áo hiểu kiểu gì luôn. Bắn tay được xem, bắn tay không được này, tôi lót lại tí anh em nhé, lót lại tí, mạng mẽo thế này chết, đang ra cái bot thì lại phải thoát ra. Ê mày, 40k đi. Nói chung mà để mà kiếm kiếm lãi mỗi ngày với con bắn cá thì tôi nghĩ là cũng không khó lắm em, không khó lắm đâu, quan trọng là anh em muốn kiếm bao nhiêu thôi đấy nhá. Ví dụ mà để kiếm khoảng 3 đến 5 củ mỗi ngày thì tôi nghĩ là rất là dễ anh em, không phải cũng không phải là không hẳn là rất là dễ đâu. Nói chung là ấy, nãy giờ tôi mới bắn tầm 5 phút đấy, mà còn lác lác tí mất bố con bot nữa. À, thì cũng lại khai củ đấy. Ừ, cũng khá là dễ.
Nói chung mình chơi mình kiểu biết chơi một tí là được. Mình chơi mình đừng có bắn lan man quá nha. Mình chơi mình tập trung một tí là được. Ok thôi nha. Không không có gì là khó khăn lắm nha. Theo quan điểm tôi nghĩ là thế, cũng có thể là tôi chơi lâu rồi nên là tôi hiểu rõ cái con bắn cá này nó như thế nào. Nên là cũng dễ chơi hơn. Đó. Nhiều anh em mới thì cũng hơi khó, thật sự cũng hơi khó bởi vì cái tâm lý của anh em vào là cứ thấy con nào anh em cũng bắn. Đấy, cứ bắn kiểu lan man thế. Cái con nào anh em cũng bắn này đâm ra là nó cũng hơi 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 khó một tí nha. Đâm ra nó hơi khó một tí. Thì anh em chỉ cần tập trung một tí thôi, anh em tập trung đúng cái mục tiêu nào mà mình đúng mục tiêu là được anh em. Cứ tập trung đúng mục tiêu là được. Là nó sẽ dễ hơn. Em con rồng này bắn thế mà vẫn không nổ kìa. Wow. Ảo thật sự luôn. Tầm này mẹ ông này ông bắn con nào thì bắn con đấy thôi. Nãy giờ mẹ ông cướp của tôi hơi nhiều rồi. Ông cướp của tôi hơi nhiều rồi nên là bây giờ tôi sẽ cướp lại của ông. Ông sắp hết tiền rồi. Ông sắp hết rồi. Tôi mẹ tôi còn nhiều lắm. Tôi chỉ cần ăn hai con cá sấu rồi mẹ tôi ngon rồi, tôi về bờ rồi. Tôi ăn còn hai con cá sấu là được rồi nha. Nổ đi. Đi nó không nổ được anh em kìa. Bô bà. Như bịp. Nhiều lúc mà em cảm thấy bắn mẹ bắn cả một ngày rồi nó không nổ nha. Lúc mà em một phát là nó nổ rồi. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Quái oan thật sự anh em ạ. Quái oan thật sự luôn. Ok, sẽ bắt đầu bắn lại từ từ anh em nhé. Chậm chậm một tí anh em. Nãy giờ tôi hơi mất tập trung. Đấy. Kéo lại ngay và luôn chứ còn gì. Kéo lại ngay và luôn anh em. Nói chung là tập trung một tí là được anh em ạ. Tập trung một tí là được là ok thôi. Đấy. Kéo lại ngay, lật lật kèo ngay anh em. Đấy, thấy chưa? Nhiều anh em kiểu bắn kiểu cứ thấy con nào anh em cũng châm vào. Thích mà anh em kiểu sợ nó trôi mất. Thật ra thì không bắn con này, bắn con kia thôi. Có vấn đề gì đâu, đúng chưa? Nên nhiều lúc anh em cứ kiểu mình phải bắn, nó gặp con nào mình cũng phải bắn. Đâm ra là kiểu hay bắn lan man thì nó kiểu mẹ mày bắn con này hết bố nó gần ba củ nó không nổ qua bố màn mới nha. Ai chà, hơi 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 khó, hơi khó, hơi khó. Hôm nay tôi thấy có vẻ là hơi khó em. Này theo tôi thấy là hơi khó đấy. Làm tí con này xem thế nào. Thường thì cái map cá chạy nhanh nhanh này tôi không chơi nha. Mặc dù là nhiều cá to ấy nhưng mà nó chạy nhanh quá. Nó rất 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 là khó nổ nha. Đấy em thấy chưa? Cụ này. Không nổ luôn là không nổ luôn. Cái map này tốt nhất là anh em đừng có chơi. Cái map này hơi khó nha, hơi khó. Tốt nhất là không bắn cá này. Đợi nó ra vòng sau đi. Anh em chơi phải bình tĩnh, bắn cá là phải bình tĩnh nha mọi người. Đừng có vội vàng. Cá mẹ nó ra liên tục mà anh em không bắn con này bắn con kia thôi. Kiểu như anh em kiểu cứ cứ phải nhìn thấy là bắn luôn. Cứ phải nhìn thấy là bắn luôn. Ngay thanh niên là biết chơi này. Thanh niên là biết chơi thì vào cũng phải nhìn nhìn tí nhưng mà sao thấy không chịu được hay sao ấy. Không chịu được hay sao ấy. Tôi đặc biệt tôi thì mày thế nào cũng được. Em thích bố mày chơi với mày cả ngày luôn cũng được luôn. Không có vấn đề gì cả nhỉ. Hơi sương rồi, hơi sương rồi anh em ạ, hơi sương rồi. Biết thế mẹ mình nãy lên hai củ nghỉ bố rồi, chắc kèo, cứ chắc kèo là trên hết anh em ạ. Tầm thời buổi này thì phải cái gì chắc là mình làm thôi, cứ cái gì chắc là làm. Mẹ lan man mãi đến khi ố gì đấy. Nhiều lúc mẹ khi mà may mắn thì không nói làm gì, nhưng có phải là khi nào mình cũng may mắn được đâu. Gặp những lúc mà xui rủi phát thì ôi giời ơi luôn, con người mình không biết khi nào mà lần đấy nhá. Đấy mẹ em giống con cá này bắn bắn nãy giờ bắn ôi giời ơi bắn nãy giờ không đủ này. Đấy mẹ mình lại gặp những con cá thành thế này thì mắc mệt luôn đấy nhá, mắc mệt luôn. Mẹ em được ba củ bắn mất 4-5 củ rồi, lấy đâu ra tiền lãi.
Đấy, như thế có vẻ hay hơn không? Em ấy cứ lan man mãi bắt tao mà em bắn nãy giờ. Đấy, có vẻ như thế có vẻ ạ. Cả nhà đều vui không? Có phải cả nhà đều vui không? Húc con cá sấu này là ngon này, húc được con cá sấu này là ngon luôn này. Húc được con cá sấu này là coi như là đâu vào đấy này, mọi chuyện lại đâu vào đấy này. Hơi khó nha bạn, hơi khó. Tầm này cá sấu mà bắn một mình hơi khó nha. Sấu nào mà nó nổ thì bắn phát là nó nổ ngay luôn. Mấy con nào mà đã không nổ thì bắn nửa ngày nó cũng không nổ nha bạn. Kiểu nó thể như vậy nha. Đây rồi. Ok. Đấy, ok, như vậy ngon rồi anh em ơi, như vậy ngon rồi. Như vậy thôi anh em ạ. Tôi hôm nay tôi thấy hơi khó đấy. Em lật kèo, may mà lật kèo được anh em ơi. May mà vẫn lật kèo được. Ok, thì hôm nay tôi sẽ xin phép được dừng lại tại đây nhé anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.